Mac One số 1 về Mac. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Mac One. Và mình là Thịnh Easy, hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan về MacBook. Mình nhận thấy rằng cứ có 10 người khách đến mua máy thì có khoảng 7 đến 8 người là đang băn khoăn nên chọn dòng MacBook Air hay MacBook Pro. Vậy thì hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn là nên chọn dòng máy nào khi các bạn xem xong clip này nhé. Nếu bạn lần đầu tiên tiếp xúc với hai từ MacBook nói chung và bạn đang bấn loạn là không biết là ông Steve Jobs này đã tạo những dòng máy nào, thì các bạn chỉ cần nhớ là Steve Jobs đã tạo ra 5 dòng máy Mac là MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac Mini và Mac 12 inch. Tạm bỏ qua 3 dòng máy trên thì chúng ta ở clip này chúng ta chỉ nói đến dòng máy MacBook Air hoặc MacBook Pro, bởi vì đây hẳn là hai sản phẩm đang được người dùng ưa chuộng nhất. Điều thứ nhất để nói về hai em này đó là cân nặng. Chiếc MacBook Air nặng 1,34 kg. Về cơ bản thì thiết kế này của Air không thay đổi so với phiên bản 2013 của nó, trong khi chiếc MacBook Pro đã có sự thay đổi đáng kể, nặng 1,3 kg và dày 1,49 cm. Về thiết kế thì MacBook Air là kẻ vượt trội hơn với cân nặng cũng như độ dày tốt hơn hẳn so với người anh em của nó. Thứ hai, về màn hình hiển thị. Chiếc MacBook Pro sở hữu màn hình Retina với độ phân giải 2560 x 1600 pixel, còn chiếc MacBook Air lại chỉ có một màn hình với độ phân giải 1440 x 900 pixel. Có thể thấy sự thay thế rõ ràng giữa MacBook Pro ở điểm này, bởi đây cũng là dòng sản phẩm phù hợp với các ứng dụng đồ họa, các hiệu ứng trên ứng dụng đòi hỏi hiển thị cao cấp như Photoshop, CS6, các trò chơi hay chỉ đơn giản là các hiệu ứng chạy nền trên web. 3. Về các cổng kết nối. Những chiếc MacBook Air không có thay đổi gì mới, nó giữ nguyên hai cổng USB 3.0, một cổng Thunderbolt, một khe cắm thẻ nhớ SDXC. Còn MacBook Pro loại bỏ đi hầu hết các cổng kết nối, chỉ còn lại hai cổng USB-C với dòng 13 inch không touch bar và 4 cổng USB-C với dòng có touch bar và một cổng âm thanh 3.5mm. Đoạn thứ tư, về hiệu suất giữa MacBook Air và MacBook Pro. Của MacBook Air bao gồm Intel Core i5 thế hệ thứ 5, RAM 8GB, tốc độ 1600 MHz, LPDDR3, 128GB dung lượng, ổ cứng PCI Express và sử dụng Intel HD Graphics 6000. Trong khi đó MacBook Pro với bộ vi xử lý dual core Intel Core i5 2.3GHz và turbo box up to 3.6GHz, 8GB RAM và sử dụng card đồ họa Intel Iris Plus Graphics 640 chắc chắn sẽ là vô cùng hài lòng khi sử dụng. Sự chênh lệch về hai sản phẩm ngày càng có một khoảng cách đáng kể khi MacBook Air đã không còn là sản phẩm được Apple chú trọng nâng cấp về mặt phần cứng, trong khi đó MacBook Pro càng ngày càng có nhiều sự thay đổi về thiết kế, cấu hình và tính năng hơn. Máy được trang bị những vi xử lý mới, mạnh mẽ, mang nhiều hiệu năng cao, xử lý được nhiều tác vụ cho người dùng. MacBook Air ngày càng đuối về mặt tốc độ so với MacBook Pro trong thời gian tới đây. Vâng, và cuối cùng điều quan trọng nhất là giá trị sử dụng của bạn là gì. Ví dụ như bạn mà chỉ xem phim, lướt web hay là soạn thảo văn bản thì MacBook Air là sự chọn thích hợp hơn. Ngoài ra thì MacBook Air còn rẻ hơn MacBook Pro rất nhiều. Nếu bạn là một dân dân văn phòng và muốn sử dụng những cái ứng dụng nặng đô hơn thì các bạn nên dùng MacBook Pro, như thế thì nó sẽ mượt mà hơn. Nói chung là cái mục đích sử dụng của bạn như thế nào thì bạn nên chọn dòng máy đấy. Và cuối cùng mình đã so sánh xong hai em MacBook Air và MacBook Pro. Nếu các bạn thấy clip này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy ấn like và subscribe cho kênh Mac One nhé. Xin chào.